anh mấy. Ủa mà em đi làm đi đâu đây vậy? Qua thăm anh, sẵn tiện thông báo với anh em nghỉ làm luôn rồi. Mày ngồi đây đợi anh xíu nha. Dạ. Dạ nước cam của anh chị đó. Anh mày. Hả? Cho em ly cà phê. Cho mày cái mâm á, chứ cho mày ly cà phê. Sao mày nghỉ việc nữa vậy? Trời ơi, em có muốn nghỉ việc đâu. Tại người ta đuổi mới nghỉ chứ bộ. Sao bị đuổi? Thì tạo quản lý, không tào lao. Chị đã dặn á, là ly nước của chị không được bỏ hạnh nhân à. Vậy mà em lại bỏ vô, làm chị bị dị ứng nè. Bây giờ đỏ hết trơn rồi nè. Chị mà nói với quản lý á, là quản lý đuổi việc em luôn á. Chị là khách quen ở đây nè. Dạ chị ơi, có chuyện gì vậy chị? Chuyện gì? Cái cậu này nè, tôi á, là tôi dặn rồi, cái ly nước của tôi á, là không được để hạnh nhân vào. Mà cậu ấy quên, cậu ấy bỏ vô. Bây giờ tôi uống tôi bị dị ứng vậy nè. Tôi ngứa hết mình mẩy tôi rồi. Bây giờ giải quyết làm sao đi? Dạ, chị bình tĩnh, để em giải quyết cho. Cậu, đi làm đi, để em giải quyết cho. Dạ. Cậu xử lý sao? Dạ, bây giờ mình đi bệnh viện khám là xong rồi chị. Quản lý em có xe hơi, để em đưa chị đi. Nói thì đi làm liền đi, đứng làm gì. Dạ. Anh ơi, chị khách kia, chị uống nước quán mình, chị bị dị ứng. Anh lấy xe hơi, anh đưa chị đi bệnh viện nha. Lần trước á thì chụp hình cười nói cô gái, lần này á thì đòi đưa khách đi cấp cứu, cậu rảnh quá ha. Ủa, nhưng mà cái này một phần lỗi là quán của mình mà anh. Lỗi của quán hay là lỗi của tôi? Cái gì cũng lôi tôi ra là sao? Ai gây ra thì người đó chịu trách nhiệm. Cái này không phải là lỗi của em, mà lỗi của thằng Hậu. Bao đồng hả? Cậu bao đồng á, thì cậu lo đi. Được, em sẽ đưa chị bệnh viện. Nhưng mà anh phải coi lại cách quản lý của anh đi. Anh làm vậy á, làm sao mà khách hàng dám tới lần nữa. Tôi hay cậu là quản lý mà nói nhiều vậy? Khách có tới hay không á, tôi không cần biết. Nhưng riêng cậu, từ ngày mai trở đi á, không được tới đây nữa. Được, em đưa chị bệnh viện xong, em không tới đây nữa đâu, không cần với ngày mai. Đủ việc mày cũng đáng à. Cái nhiệm vụ của mày á, bưng cà phê thì bưng cà phê đi. Còn cái chuyện đó, để người ta xử lý. Tự nhiên lo chuyện bao đồng để bị đuổi việc. Hiện tại em thấy bà khách đó bà tội nghiệp quá làm chi. Chứ là em sợ, sợ bà kiện cái quán cà phê đó làm sao. Lo chuyện bao đồng không? Rảnh quá trời quá đất. Rồi giờ bị đuổi việc rồi làm gì? Thì từ từ kiếm việc khác làm, có gì đâu mà anh căng. Không căng mày không được à? Vậy thôi mày về quê mày phụ làm cá chú Bảy đi. Anh cũng biết tính ba em rồi. Ba em á, bảo thủ gấp mấy lần cái ông quản lý đó nữa. Em mà nói chuyện với ba, nói câu nào là ba sạc câu đó. Bữa mới nói thư ba thôi, ba sạc luôn. Mày hiền quá ha. Người ta nói một câu là mày đớp một câu à. Người ta nói một câu là mày đớp một câu à. Nên ông chửi mày là phải rồi. Thôi. Qua đây tâm sự với anh. Mà anh cứ làm hoài. Sao giống anh hai em quá. Tao la mày không phải là tao ghét mày. Tao thương mày á, tao lo cho mày á. Tao còn sợ chú Bảy chửi mày nữa đó. Không ấy á, thì thôi qua đây phụ bán cà phê với tao đi. Kệ, chuyển từ quán nhỏ sang quán lớn, công việc nó cũng tốt hơn. Trời ơi, anh có biết á, là cái quán của em mới nghỉ á, nó to gấp 3, gấp 4 lần cái quán của anh không? Cái quán của anh á, không bằng chỗ gửi xe của người ta nữa. To cái đầu của mày á, ai kêu mày so diện tích. Mày phải so cái tầm á, cái tầm của quán tao lớn hơn chứ bộ. Cái gì cũng chê á, không chịu làm. Rồi là mong suốt ngày á, ông chửi mày cũng đáng. Thì từ từ em làm, tụi trẻ mà, mình phải có nhiều trải nghiệm chứ. Vài bữa nữa mày già giờ nè. Thôi mệt quá, đừng nói chuyện này nữa. Em đi cà phê.